Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đưa quý vị đến một cái tiệm họ bán mấy cái cây trồng ở trong nhà. Bây giờ ở đây thì mùa đông, thì ở ngoài thì chưa bán, cho nên là đi cái tiệm này nó bán ở trong á. Thì những cái cây này là họ bán để mua về để trưng ở trong nhà quý vị. Thì ở cái tiệm này á, thì mình thấy họ bán cái cây rất là nhiều. Mấy cái chỗ khác thì nó không có nhiều như vậy, mà cái chỗ này thì nó rất là nhiều. Cái cây này á, thì nó cũng cao nè. Cây này chắc cũng gần 2 mét á, coi như là quả cái đầu của mình luôn. Thì cũng là hơn 2 mét. Thì cái cây này ấy, họ bán như vậy là 398 đồng, là coi như gần 400 đó quý vị, là 14 feet cao đó. Wow, 400 đô đó. Thì ở đây có mấy cái cây nhỏ nhỏ này cũng nhiều nè, mà cây cao cũng nhiều, rất nó trông là cũng đẹp, mình thấy rất là đẹp á. Thì mình quay cho quý vị xem thôi, cho bây giờ bên này thì mùa đông. Cái cây này cũng cao nè, cái cây này cao hơn cái cây kia, cái cây đó, cái cây cục bự đó đó quý vị. Thì để coi cái giá này họ bán bao nhiêu á. Dòm xuống đây coi, nằm ở trong kia sau kia không có thấy rõ. Này thì 3 cộng 400 đô, hình như 398 đồng đó, thì cũng hình như cũng giống cái cây bên kia. Thì nó cũng tương đương với chiều cao, thì nó cũng tương đương với nhau vậy. Cây này giống như cây lá chuối, không phải cây lá chuối mà nó giống vậy thôi quý vị. Cây này thì ở nhà chắc mọi người ở đây họ trồng nhiều lắm nè. Thì cái cây này thì cũng gần 1 mét ha. Mà không biết để coi dòm xuống coi họ bán cái cây này bao nhiêu. Nó nằm ở trong á, cái cây đó nó nằm ở trong cái chậu trắng này. Xoay qua bên này coi, nhìn có thấy không có thấy rõ nữa. Thấy cái chữ nó nhỏ đây gọi 398 đô. Thì cái cây này cộng là gần 400 đồng. Thì cây này với hai cây hồi nãy thì cái giá nó giống nhau, cũng gần 400 đô. Còn cái cây cao này thì không biết cái giá nó bỏ ở đâu, nằm ở trong cái chỗ nhỏ đó, nó nhỏ quá không có thấy rõ này. Cái cây này cũng đẹp, cũng ok nè. Dòm xuống coi ô đây coi, hy vọng là thấy được cái giá. Đúng, cái đó này, cây này cộng 398 đồng, thì cộng gần 400 đô. Thì 4 cây rồi, coi 4 cây cao rồi thì nó cộng giá giống nhau, 400 đô ha. Đấy, có mấy cây xương rồng nè, mấy cây này cộng khoảng chừng cỡ gang rưỡi 2 gang. Còn cái cây bên trái này thì khoảng chừng cỡ 3 gang á. Cái này thì để coi dòm coi bạn bao nhiêu đấy. Sao không thấy rõ ta. Cái này là 98 đô ha. Regular là 400, giá thường là nó nói là 400, bây giờ nó bớt là còn có 100 đô. Còn như vậy là bớt cộng 70-80% dự vậy đó. Cây đó mà 100 đô đó quý vị. Ở Việt Nam mà đem mấy cây đó có trồng, đem vô trồng đây 100 đô đó quý vị. Còn cây này cộng 398 đồng, là cây này cộng 400 đô. Thì cái cây này cũng giống như 40 cây bên kia vừa nãy mình coi. Đây còn mấy cái cây nhỏ nhỏ này nè. Cây này thì nó cộng gòn này, cây này thì chắc nó cộng rẻ. Mấy cây này không biết họ bán bao nhiêu á, để coi. Đây còn có mấy cái cây xương rồng nè, mấy cây này nhỏ này, chắc mấy cây này thì họ bán mấy cây này là 8 đô, 6 đô đến 9 đô. Cái cây lá kia thì 6 đô ha. Cây này là 6 đô này. Đó, cây này 6 đô. Còn cái cây xương rồng này, cái cây này thì 9 đô với là 8 đô. Thì đây mấy cây nhỏ nhỏ này cũng nhiều nè, thì vì có thể mua về rồi trồng từ từ rồi nó cũng to lên thôi. Còn mấy quý vị nào muốn mua cây bự thì quý vị tới đây mua cây bự, hay là chờ tới mùa hè mua. Cây này giống như cây lá bàng á, cái lá này nó to này. Cái này thì trồng ở trong nhà thôi, thầy ở đây thì người ta trồng ở trong nhà thôi chứ không có trồng ở ngoài. Chắc ngoài tại vì ở đây mùa đông lạnh đó, sợ nó chết. Cây này thì khoảng chừng cỡ 4-5 gang gì đó. Cây này bán bao nhiêu ta?
128 đô đó quý vị. Cái cây này là 128 đô cộng gừng 1 mét. Có cây lan nè ha. Mấy cây lan này thì lúc tôi còn nhỏ ở Việt Nam thì cũng thấy mấy cây này nhiều lắm. Ngay cái hàng rào đó thì một dãy dài từ bên này qua bên kia. Thì ở đây họ bán như vậy là 108 đô, gần 110 đô ha. Cây này 10 inch. Cây này là cao khoảng chừng gần 1 mét. Hôm nay cây này thì đi tới mấy cái nhà bà con hàng xóm cũng hay thấy nè, cái cây này này, cái cây này cũng nhiều nè. Thì thấy ở đây cái chỗ này á, thì nó cũng nhỏ, không có rộng lắm, nhưng mà nó họ bán cũng mấy cây cũng rất là nhiều, mấy cái cây này bông này cũng thấy cũng đẹp đẹp ha. Thì cây này thì cây này còn có nhiều người trồng lắm nè. Ồ, đây có bằng lan nè, lan cũng đẹp chưa. Ồ, màu đỏ cũng có, màu vàng cũng có, màu hồng cũng có, cũng đủ cái đấy. Họ bỏ cái cây này họ bán bao nhiêu, dòm xuống như này coi á. Cây này sao cái giá họ bỏ hình như ở đằng sau cái chậu nhỏ nhỏ đó mà không có thấy này. Còn cây này thì có thấy cái giá này, mấy cây này thì có mà sao dòm xuống cho nó gần 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 mới thấy giá xa quá, chữ nhỏ không có đọc không có ra. Cây này thì 48 đô đó quý vị, cây này là 48 đô có cái chậu luôn rồi, cái chậu trắng đó luôn rồi là 48 đô, gần 50 đô đó. Bên này cũng có nè, bên này cũng có lan nè. Cái này họ bỏ sẵn cái chậu cho mình luôn, thì họ bán cái chậu 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 đỏ luôn cho mình đó. Ồ, cây này cũng cái gì đây, Lucky Bamboo à, cái tiền cái đồng tiền gì đấy phải không. Mấy cây nhỏ 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 này thì chắc không biết họ bán bao nhiêu á. Cái này thì họ bán như vậy là 12 đô 4 inch, chừng cỡ gan chưa tới gan ha. Thì 4 inch khoảng chừng cỡ hơn hơn lòng tay á, lòng rưỡi á. Ừ, mấy cây này là giống như cây trà mí vậy đó. Thấy không? Cây này cái bông trắng trắng giống như trà mí á. Cái này là nó thơm lắm nè, cái bông nó nở ra là nó thơm lắm nè. Cái này mà ở nhà mà trồng cái cây này á, đi ngang đi về là chắc có cái mùi thơm. Cây này thì họ bán như vậy là 38 đô, 38 đô một một cây. Cái đó thì chưa có cái chậu đẹp á, chỉ cái chậu nhựa thôi. Ở đây cũng có bán mấy cái bông nhỏ 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 xanh tím vàng đỏ đủ. Ở cây này thì cũng giống hồi nãy, cái cây bên kia cái lá nhỏ nhỏ nhỏ, cái bông lộn lộn hoài, quay video nào cũng nói lộn hết đó. À, cây này thì 6 đồng á. Cây này á, cái bông nhỏ nhỏ này là 6 đô la cái cây bàng phải không. Cây này thì cũng nhỏ nhỏ, cây này thì về ươm rồi trồng. À, xin quý vị đăng ký kênh YouTube để ủng hộ. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Đây mấy cây này giống mấy cây dương, cây thông ấy. Cây này cái bonsai á. Quý vị nào mà thích bonsai á, mua mấy cái này về để trồng này, đẹp á. Này thì bán như vậy là 38 đô á. Không biết quý vị thấy không, cho tôi thấy là 38 đô đó. Cái này thì 5 inch khoảng chừng cỡ gáng á, hơn gáng chút xíu. Ở cái cây này cao này, cây này khoảng chừng cũng cũng 3 gang, 2 gang, 3 gang à. Cây này thì chắc đắt hơn nè, cây này cũng đẹp á. Đấy có bán với tượng Phật không, không biết họ bán với tượng Phật không, để như vậy thì không thấy cái giá này. Rồi quay để cho quý vị xem là cái mùa đông bên này họ bán cây làm sao. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video. Xin hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everyone. Hope to see you guys next time. Bye bye. Xin chào quý vị ạ.